Vụ ba người không qua khỏi sau khi uống rượu, công an phát hiện có lá ngón trong bình. Như tin 3 phút đã thông tin, tối ngày 6 tháng 3 năm 2024, ông Nông Văn U, sinh năm 1963 ở thôn Luông Doan, xã Vĩnh An, huyện Sơn Động, ăn cơm cùng con cháu tại nhà và có uống một cốc rượu ngâm. Sau đó ông U đi ngủ, sáng hôm sau con gái ông U phát hiện bố mình không qua khỏi trên giường. Khi gia đình tổ chức tang lễ, nhiều khách đến thăm hỏi chia buồn. Trên bàn uống nước của gia đình có để sẵn ấm rượu, ông U uống dở từ hôm trước. Các ông Hoàng Văn TH, sinh năm 1938 và ông Nông Văn N, sinh năm 1960 ở cùng địa phương, mỗi người uống vài chén. Sau đó ông TH có biểu hiện lạ và ra đi mãi mãi ngay tại chỗ. Ông N bị hôn mê được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Sau hơn chục ngày điều trị, ngày 19 tháng 3, ông N cũng không qua khỏi. Ngay sau đó, Công an huyện Sơn Động phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân huyện, Phòng Cảnh sát Hình sự và Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang điều tra, đồng thời gửi mẫu rượu các nạn nhân sử dụng và một số mẫu vật phẩm khác đến Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an để giám định. Theo kết quả giám định, trong máu, nước tiểu, phủ tạng, dạ dày và chất chứa trong dạ dày của cả ba nạn nhân gửi giám định có tìm thấy ethanol, cồn và các alkaloid của cây lá ngón. Được biết trong cây lá ngón có chứa các alkaloid rất độc. Ngoài ra không tìm thấy các chất độc thường gặp khác như là cyanide, methanol, thuốc diệt chuột, hóa chất bảo vệ thực vật, alkaloid độc của mã tiền, cà độc dược, ô đầu phụ tử, các chất an thần gây ngủ và các chất ma túy. Từ kết quả giám định xác định các nạn nhân không qua khỏi đều do chất độc cây lá ngón ngâm trong bình rượu. Theo gia đình cho biết thì bình rượu trên do ông U tự lên rừng tìm các loại cây về để ngâm. Vụ việc tiếp tục được điều tra. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất về vụ việc trên kênh YouTube Tình Bà Phúc.